Nhiều người sống trên cuộc đời này họ chỉ biết đón nhận thôi. Thì họ có thành công được không? Chắc chắn là không. Vì phải win-win, phải có qua có lại thì mới toại lòng nhau. Bạn phải cho đi thì bạn mới có để nhận lại. Nhưng nếu chúng ta cứ cho đi và không biết cách đón nhận thì mình chỉ có thiệt thòi thôi. Thì cho đi mà không đón nhận thì mình sẽ bị mất hết. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Có cho thì phải có nhận, có vào thì phải có ra. Giống như dòng sông Ninh và biển chết. Biển chết là cái nơi mà không có sinh vật loài người nào có thể sinh sống được, là nơi nhận rất là nhiều những cái phù sa dinh dưỡng khoáng chất từ những cái kênh rạch, những cái dòng sông đổ về. Nhưng mà nó lại không có cho đi, không có lối thoát, nên không có cái sinh vật nào có thể sống nổi ở đó. Nhưng dòng sông Ninh thì ngược lại, là một cái nơi là rất là trù phú, có rất là nhiều cái sự thịnh vượng. Dòng sông Ninh đón nhận rất giá trị phù sa từ các dòng sông kênh rạch, nhưng nó không giữ lại một mình mà nó lại tiếp tục cho đi và nó tạo ra cái sự lưu thông. Thì ở đó có nhiều sinh vật, con người sinh sống và tạo ra cái sự trù phú thịnh vượng. Nếu như bạn muốn tạo ra sự trù phú và thịnh vượng á, trong cuộc sống của mình, thì mình phải tạo ra được cái sự lưu thông, học cách cho đi rộng lượng và đón nhận cừ khôi. Thường thì những người xây dựng dự án lớn và làm kinh doanh, họ là những người cho đi trước. Mới bắt đầu kinh doanh thì chưa có lợi nhuận, họ phải bỏ tiền túi của mình ra để họ xây hồ bơi, xây những cái dịch vụ tiện ích. Cái tiền đó là họ phải cho đi trước, mặc dù chưa có nhận được cái gì cả. Con người họ tới đó, họ nhận được giá trị, họ thích, họ mới mua đất, mua nhà ở đó. Và khi mà có người mua đất, mua nhà ở đó thì họ mới có lợi nhuận sinh ra. Nên người ta mới gọi là phi thương thì bất phú. Muốn thành công về tài chính, cái con đường hiệu quả nhất đó chính là xây dựng cho mình một công việc kinh doanh. Bạn có thấy rằng là hầu hết những nhà triệu phú tự thân lập nghiệp, tay trắng trở thành triệu phú, hầu như là họ đi cái chiến lược là trở thành một bậc thầy kinh doanh. Việc mà bạn xây dựng cho mình một công việc kinh doanh, nó là cái cơ hội tốt nhất để bạn có thể sống đúng quy luật của vũ trụ, sống đúng cái luật nhân quả là cho đi rộng lượng và đón nhận cừ khôi. Trước đây thì Thảo không hiểu biết được điều này. Thảo không biết tạo ra dòng tiền như thế nào. Mình chỉ đi làm được mức lương 5 triệu một tháng. Đến khi Thảo gặp được môi trường của câu lạc bộ, Thảo hiểu được cái quy luật nhân quả, hiểu được cái tư duy cho đi rộng lượng và đón nhận cừ khôi. Thay vì trước đây Thảo không có giá trị để giúp cho ai, Thảo đã sở hữu nhóm rèn luyện doanh nhân của câu lạc bộ. Và Thảo đã nắm trong tay bộ công thức vận hành sức mạnh tiềm thức để gia tăng nguồn lực, vận hành quy luật của vũ trụ để gia tăng tài chính. Thảo nắm bộ công thức gia tăng dòng tiền của những nhà triệu phú như thế nào. Thảo nắm bộ công thức gia tăng dòng tiền của những nhà triệu phú như thế nào. Thảo nắm bộ công thức xây dựng công việc kinh doanh tự động hóa ra làm sao. Thảo nắm bộ công thức xây dựng mối quan hệ hòa hợp tuyệt đỉnh là như thế nào. Quy trình marketing, quy trình bán hàng, quy trình đàm phán, Thảo đã nắm hết trong tay. Hầu hết tất cả những cái giá trị mà đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất đều nằm trong tay của Thảo. Và thay vì trước đây Thảo livestream để Thảo bán hàng, thì bây giờ Thảo livestream để Thảo chia sẻ giá trị, bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để đi học rồi trau dồi trí tuệ cho mình, trau dồi bộ công thức thành công cho mình. Giai đoạn đó Thảo đâu có tiền đâu, Thảo phải cho đi trước. Và hàng ngày Thảo phải lên livestream, Thảo chia sẻ hàng vài tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đâu có ai trả lương cho Thảo đâu. Đó là những thứ Thảo cho đi trước. Và từ một cái người không có một cái mối quan hệ nào, từ một cái người livestream không có ai coi, trở thành một cái người có hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu người follow. Và cái gì tới nó cũng sẽ tới. Cho đi rộng lượng thì phải đón nhận cừ khôi. Thảo đã tập trung mang giá trị cho khách hàng của Thảo. Thảo giúp cho họ đạt được những gì mà họ muốn, và họ lại giúp cho Thảo đạt được cái doanh số mà Thảo muốn. Và các anh chị biết rằng là đi kinh doanh mà không có mối quan hệ thì mình sẽ không có kinh doanh hay bán bất kỳ được một cái sản phẩm nào. Và anh chị biết được rằng là đi kinh doanh mối quan hệ là tiền tệ. Nhờ Thảo trở thành một người có giá trị, nắm trong tay nhiều bộ công thức kinh nghiệm của người thành công, mà Thảo có thể trao giá trị, kết nối giúp đỡ được rất là nhiều nhóm anh chị khác nhau. Anh chị đi làm văn phòng nhà nước, Thảo vẫn giúp được. Có những anh chị làm doanh nghiệp từ chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ trong tay, hoặc là có một số anh làm kinh doanh lớn nhưng mà lại không hòa hợp được mối quan hệ, Thảo cũng giúp được luôn. Nhờ như vậy mà Thảo có một cái tệp khách hàng
cực kỳ khổng lồ. Hãy nghĩ ra quyết định tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cường thôi. Nên là đừng có hỏi rằng là tại sao khách hàng không mua hàng của mình, mà hãy hỏi rằng là làm thế nào để một ngày mở mắt ra bạn có thật là nhiều giá trị cho khách hàng của bạn, thì bạn sẽ xứng đáng nhận lại những cái dòng tiền lớn, những cái khoản thu nhập cao. Bao nhiêu anh chị ở đây hàng ngày mình đã có thói quen gầy dựng giá trị cho mình để mình có thể cho đi rộng lượng và đón nhận lại những cái dòng tiền lớn. Nếu chưa thì hãy học tập và rèn luyện cùng với Thảo nha. Hãy follow kênh của Thảo để nhận thêm nhiều bí kíp thu hút tiền bạc và thịnh vượng nhé.